Hiệp 1 của trận đấu có 3 phút bù giờ. Đây là trận đấu giữa hai đội đều đang ở tình thế khó khăn, thành tích không tốt và hai đội đều tỏ ra căng thẳng, khó khăn trong việc triển khai lối chơi. KB phạm lỗi với Quang Tình. Tình huống không hiểu nhau. Một cơ hội. Hồ Tuấn Tài. Vào. Tỷ số đã sang bằng 1-1. Sai lầm bất ngờ của cầu thủ Quảng Nam. Và Sông Long An đã có bàn thắng. Pha ghi bàn đầu tiên của Hồ Tuấn Tài ở V-League 2020. Một sai lầm rất bất ngờ. Và cầu thủ Sông Long An đã tận dụng rất nhanh. Đó là bàn thua rất đáng tiếc của đội chủ nhà Quảng Nam. Hồ Tuấn Tài là em họ của ngôi sao Phạm Văn Quyến. 3 mùa giải gần đây, Tuấn Tài luôn là cầu thủ quan trọng của câu lạc bộ xứ Nghệ. Chúng ta xem lại pha dứt điểm của Hồ Tuấn Tài. Pha dứt điểm rất tốt. Một pha kết thúc gọn gàng và hiểm hóc của Hồ Tuấn Tài. Người đá phạt góc là Đặng Văn Lắm. Văn Lắm. Không vào. Thêm một cơ hội đến với Hồ Tuấn Tài. Bóng rơi đúng đỉnh đầu của Tuấn Tài. Và đúng lúc này thì trọng tài Minh Thuận đã nổi còi khét lên một trận đấu giữa hai đội Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An.